Nữ chính vừa bước vào thang máy, chuẩn bị đóng cửa, thì bỗng có một cái chân thò vào chặn lại. Sau đó, một cô gái trông rất xấu xí bước vào trong thang máy. Nữ chính nhìn thấy thì sợ hãi. Cả người cô ta rất bốc mùi, khiến nữ chính phải nép vào một góc. Rất nhanh, thang máy đã dừng lại. Nữ chính còn nghĩ lẽ nào cô ta sống chung tầng với mình. Vì bây giờ đã là đêm khuya, mà hành động của cô ta lại trông rất đáng sợ. Cô ta liên tục gõ cửa nhà bên cạnh. Nữ chính cũng không dám tiến lên bắt chuyện, chỉ dám lấy hết can đảm bước vào trong nhà mình. Cô nhanh chóng cầm lấy điện thoại, chuẩn bị gọi cảnh sát, nhưng cô lại phát hiện tiếng gõ cửa kia đã biến mất. Thế là cô mở cửa ra, hé qua khe cửa nhỏ để nhìn ra bên ngoài. Cô gái kỳ lạ lúc nãy thế mà đã đi đâu mất rồi. Lúc này, nữ chính cũng cảm thấy kỳ lạ, tại sao khi cô gái đó rời đi lại không có tiếng bước chân nhỉ? Đừng nói là mình gặp ma nha. Nhưng nữ chính không ngờ rằng mọi chuyện chỉ vừa mới bắt đầu. Đêm thứ hai, cô về nhà thì lại gặp cô gái hôm qua vẫn đang cố gõ cửa nhà kế bên, nhưng lần này động tác còn dữ dội hơn hôm qua. Nữ chính bị dọa đến không dám bước qua cô ta. Nhưng không lâu sau, tiếng gõ cửa lại dừng lại. Nữ chính xoay đầu nhìn thử thì không thấy người đâu cả. Cô hốt hoảng nhân cơ hội bỏ chạy về nhà. Đúng lúc định uống cốc nước để bình tĩnh lại thì bỗng cô cảm giác bên ngoài cửa sổ như có ai đó. Tò mò, cô bước đến cửa sổ để xem chuyện gì, nhưng cô không phát hiện gì cả. Chỉ là cô không thể nhìn thấy có một dấu tay người màu đen in bên ngoài cửa sổ. Đến đêm thứ ba, may là đêm nay cô gái kia không xuất hiện, nhưng cô vừa mở cửa ra thì nhận được một lá thư. Trong thư là một tờ chi phiếu 100.000 quân và một tờ giấy nốt. Trên giấy viết rằng cô hãy sang căn nhà bên cạnh vào đúng 12 giờ đêm nay, sau khi vào thì sẽ nhận được thêm 100.000 quân nữa. Nữ chính nửa tin nửa ngờ, cô biết sẽ có nguy hiểm nhưng cô không vượt qua được sự cám dỗ của đồng tiền. Và thế là cô đã bước vào căn nhà bên cạnh. Nhưng sau khi vào trong thì cô mới phát hiện ra, ở đây vốn đâu phải là nơi để người ở, khắp nơi vô cùng bừa bộn, giữa nhà còn có một cái dương dán để bùa chú. Cũng không biết rốt cuộc bên trong đang phong ấn thứ gì. Người ta nói tiền tài khiến người ta can đảm hơn. Thế là nữ chính tiến lên, lấy hết dũng khí mở cửa tủ ra. Trời ơi, bên trong thế mà lại là một anh đẹp trai, nhưng mặt anh ta lại viết đầy bùa chú, khiến cô rất sợ hãi. Ngay lập tức cô liều mạng chạy nhanh ra cửa. Nhưng khi cô vừa chạy ra ngoài thì cô gái kỳ lạ hôm trước lại xuất hiện ngay trước mắt. Cô bị dọa đến cả người đều run rẩy. May là cô đã kịp thời mở cửa chui vào nhà. Sau chuyện vừa rồi, cô không dám tiếp tục ở đây nữa, vội đi tìm người trung gian yêu cầu trả lại phòng. Nhưng tên trung gian quá điềm thúi, muốn cô đền tiền hợp đồng gấp 10 lần. Nghe đến đây, nữ chính cũng bất lực, cô chỉ đành quay về lại căn phòng của mình. Nhưng ngay sau đó, không lâu sau, cô tỉnh lại thì thấy mình đang trong căn hộ kế bên. Người đàn ông kia còn nói muốn hiến cô cho thần. Vừa nói xong, hắn định ra tay thì lại phát hiện vừa đúng 12 giờ đêm. Bỗng tay nắm cửa rung lên kịch liệt, hắn ta liền sợ hãi quỳ xuống đất. Nữ chính nhân cơ hội này, cô chạy vào nhà bếp cầm lấy một con dao. Nhìn thấy hắn đang đến gần, cô nghĩ lần này mình xong đời rồi, nhưng không ngờ rằng hắn ta tự bước lên đâm con dao vào người mình. Thi thể của hắn đã bị đưa đi, nữ chính cũng được cho là phòng vệ chính đáng. Vì muốn có chỗ sống yên tĩnh hơn, cô muốn làm rõ rốt cuộc hai người này đang làm trò quỷ ma gì. Thế là cô đã mời một bà thầy đến. Sau khi bà thầy múa xong thì biết được cô gái gõ cửa đó là một con ma. Nữ chính rất tò mò, cô muốn biết rằng giữa con ma và tên kia trước đây có quan hệ gì. Sau đó, bà thầy để linh hồn của cô gái kia nhập vào cơ thể nữ chính. Lúc này, cô mới biết được, thì ra hắn ta là một tên biến thái. Hắn đã bắt cóc người con gái mà hắn thích, đem về căn hộ của mình, ếm bùa ngải lên người cô ta. Từ đó, mỗi đêm, vào lúc 12 giờ, cô ta sẽ tự động đến nhà hắn để hẹn hò. Mà sau khi tỉnh lại, cô sẽ không còn nhớ gì về chuyện ngày hôm qua. Không lâu sau, cô phát hiện mình có thai. Khi cô đang tuyệt vọng vì không biết phải làm thế nào, bỗng hắn xuất hiện bên cạnh cô, còn nói rõ mọi chuyện cho cô biết. Hắn nói hắn sẽ chịu trách nhiệm tất cả. Cô không chấp nhận được sự thật này, mắng hắn thậm tệ. Nào ngờ hắn vừa đẩy nhẹ một cái, trời ạ, đầu cô đập vào hòn đá và qua đời. Nhưng từ đó về sau, và đúng 12 giờ đêm, cô vẫn đều đặn đến nhà hắn ta. Thì ra hắn chỉ biết cách ếm bùa ngải, không biết cách để giải bùa, nên ngày nào cũng bị cô gái quấn lấy, khiến tinh thần của hắn cũng sụp đổ. Vì muốn được giải thoát, hắn đã tự lao vào mũi dao trên tay nữ chính. Sau khi hiểu rõ mọi chuyện, họ muốn để linh hồn cô gái được an ủi, thế là đã đến bờ sông để tìm thi thể cô ta, còn đưa thi thể cô ta đến nhà hắn để siêu độ. Cuối cùng, việc này mới chấm dứt tại đây. Mà mọi người có nghĩ rằng cô gái ấy có quay về nữa không?